Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trang có tên là Bizarre.dot, nhận được 1.000 tóc cần có cái hiệu B.dot nè. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn click phần link mô tả video và Telegram Start Chatbot. Rồi, các bạn bấm join này rớt nè. Rồi, mình lưu cấp xa để dụ bot nha bạn. FKFKE. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group controller nè. Join kênh group nè. Tiếp tục bắt up đây nè, join tiếp kênh controller nè. Tiếp tục bắt up đây nè. Tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter nè các bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục bằng like và bot tăng 3 người bạn vào. Like nè, chứ dẫn như tweet nè. Tăng 3 người bạn mình vào nè. Rồi các bạn bình luận luôn đi các bạn. Rồi các bạn bình luận luôn đi các bạn. Rồi các bạn trả lời. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Mời lại nè. Tiếp tục follow Instagram nè. Đấy. Trên Instagram bạn theo dõi nè các bạn. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Sorry các bạn, mình lộn. Các bạn nhớ tạo tweet với hashtag này các bạn. Các bạn hết. Rồi các bạn vào một tweet các bạn xóa lại các bạn. Bằng like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tạo tweet like nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào submit đi tên nè các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã xong xoay gấp nè. Tiếp tục submit vào file Twitter mình. Cho bạn mang Twitter mình ra các bạn. Cho nhấp ba cánh cùng, nhấp một hồ sơ. Nhấp cho ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi cái bài thứ hai này các bạn bỏ, xóa bỏ đi các bạn. Rồi các bạn dán đường link vào file Twitter mình vào đây nè. Tiếp tục các bạn submit link retweet. Thì bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn chia sẻ các bạn còn là tweet nè. Bạn dán vào đây nè. Tiếp tục submit đường link blog file Instagram. Thì bạn nhập vào Instagram. Trên Instagram bạn nhập vào mũi tên này nè các bạn. Các bạn nhập vào ảnh avatar với trang cá nhân của mình. Rồi bạn nhập vào ba cái cùng nè. Các bạn sao chép đường link Instagram mình nè các bạn. Rồi gọi là chatbot. Tiếp tục cùng gửi địa chỉ với bên B Smart Chain Bet 20 trên chiếc chocolate mình nha bạn. Giá hiện tại của bên B khá là giảm rồi, có 260 đô cho một cần. Rồi, các bạn bấm balance để check số cần mình kiếm được nha bạn. Ok, mình đã nhận được 1.000 1 triệu tốc cần B.dot nè. Rồi bấm get link lên dép chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm tốc cần nha các bạn. Video đang kết thúc, mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.